Xin chào, hôm nay mình mang đến cho các bạn dòng sản phẩm mới của Gô Đốc là bản nâng cấp của dòng DB Series đời 3. Đó chính là dòng DB Series đời 3V. Trong clip này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem nó đã được cải tiến những gì và có xứng đáng để bạn nâng cấp lên hay không. Sản phẩm mình sử dụng trong clip là DB1000 đời 3 và DB1000 đời 3V. Các bạn cũng có thể lựa chọn các sản phẩm với mức công suất thấp hơn để phù hợp với nhu cầu. Các tính năng của chúng vẫn hoàn toàn tương tự nhau. Điểm đầu tiên cần nói đến là hai dòng DB thường và DBV có các thông số trên giấy tờ gần như tương tự nhau. Với công suất, độ sáng, thời gian hồi đèn, các tính năng cũng như cách điều khiển không có gì khác biệt. Tuy vậy, trên thực tế thì vẫn có những tính năng được phát triển trên dòng DBV giúp cải thiện trải nghiệm người dùng đáng kể. Đầu tiên là về bóng đèn ống, thứ quyết định ánh sáng của nó. Bóng đèn này có nhiệt độ màu là 5800K so với dòng DB thường là 5600K. Tuy nhiên thì khi mình test thử, đèn DB1000V lại cho ra màu ấm hơn một chút so với DB1000 thường. Nó không chênh nhau quá nhiều, nhưng nếu là người chụp có kinh nghiệm thì hoàn toàn có thể nhận thấy ngay bằng mắt thường. Điểm thay đổi này vừa giúp nó phục vụ tốt hơn cho mảng chân dung, thời trang hoặc đồ ăn, nhưng cũng đồng thời khiến nó khó đáp ứng hơn cho mảng sản phẩm yêu cầu màu sắc chuẩn và đồng bộ. Thêm nữa là để sử dụng hiệu quả nhất thì bạn cần sử dụng các đèn có nhiệt độ màu tương đồng với nhau, tức là sẽ thích hợp hơn với những người sắm mới, còn những người mua bổ sung đèn thì nên cân nhắc kỹ hơn. Ngoài sự chênh lệch về màu sắc, phạm vi đánh đèn cũng có chút khác biệt khi khoảng cách từ ngàm tới bóng đèn ống của dòng DBV xa hơn dòng DB thường. Điều này sẽ không có nhiều khác biệt khi các bạn sử dụng các softbox sâu lòng. Tuy nhiên, khi sử dụng softbox cầu, chóa hay một số phụ kiện ánh sáng đặc biệt thì có thể thấy góc chiếu của dòng DBV rộng hơn đáng kể, ánh sáng cũng tỏa đều hơn so với dòng DB thường. Điểm thứ hai được thay đổi là nó chuyển từ bóng dẫn hướng sợi đốt sang bóng dẫn hướng bằng đèn LED được tích hợp sẵn trên đèn. Đó là lý do trong hộp đựng không có thứ quen thuộc này. Nó là một trong những điểm cải tiến giúp cho dòng DBV tiện lợi hơn rất nhiều, nhất là khi dùng nhiều đèn một lúc. Thứ nhất, đèn LED này chỉ có mức tiêu thụ 30W, nhưng độ sáng thì hơn hẳn so với đèn sợi đốt cũ tiêu hao lên đến 150W. Thứ hai, nhiệt lượng mà nó tỏa ra ít hơn nhiều so với đèn sợi đốt, kể cả khi dùng 3-4 đèn cùng lúc thì bạn cũng không còn lo đổ mồ hôi nữa. Bóng đèn cũng không lồi ra như trước nên bạn cũng không lo bị bỏng hoặc làm vỡ bóng do vô tình chạm vào lúc tháo lắp chóa và xóa bóc. Điểm khiến nó không còn vô dụng nữa là phạm vi cũng như độ sắc nét của luồng sáng từ đèn LED mô tả gần đúng hơn so với những gì thực tế mà bạn chụp được. Thay vì trước đây bạn chỉ có một bóng đèn sợi đốt lờ mờ và phải áng chừng tác động của đèn một cách tương đối, thì hiện tại nó đã tái hiện gần đúng hơn, giúp bạn hình dung chính xác hơn về những gì sắp chụp. Điểm tiếp theo cần đánh giá là hệ thống tản nhiệt. Dòng DB thường sử dụng hệ thống tản nhiệt thụ động, tức là sẽ hoạt động khi đèn đạt đến nhiệt độ nhất định. Còn dòng DBV thì sử dụng hệ thống tản nhiệt chủ động. Bất cứ khi nào đèn được sử dụng thì quạt tản nhiệt đều bật để giữ cho đèn ở mức nhiệt độ tối ưu nhất, kết hợp với nhiều lỗ thoáng để tản nhiệt hơn, cộng với mâm đèn thiết kế chắc chắn cũng như tối ưu cho việc thoát nhiệt. Dòng DBV đem lại cho bạn khả năng đánh đèn liên tục nhiều lần, ngay cả ở mức công suất lớn. Đèn ít nóng lên hơn và tuổi thọ cũng sẽ cao hơn. Trên đây là những thay đổi của dòng DB đời 3V so với thế hệ trước đó đã ra mắt rất lâu. Những thay đổi này sẽ xứng đáng để nâng cấp đối với những người sắm mới thiết bị để chụp dịch vụ, vì với mức chênh lệch nhau gần như không đáng kể thì nó sẽ là phiên bản hoàn thiện hơn để đáp ứng những yêu cầu của bạn. Còn nếu bạn đang có sẵn đèn khác, ví dụ như một chiếc DB đời trước, thì sẽ cần cân nhắc về nhiệt độ màu của nó trước khi mua. Nếu có thêm bất cứ ý kiến, các bạn có thể bổ sung dưới phần bình luận. Mọi thông tin tham khảo về các sản phẩm các bạn có thể xem dưới phần mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại. Đến với HL Studio, chúng tôi hân hạnh mang đến cho các bạn những thiết bị tốt nhất phục vụ cho công việc quay phim, chụp ảnh. Từ các loại đèn LED bỏ túi, LED ống cho đến các loại đèn chuyên dụng trong studio, từ các loại phông nền, chân đỡ đến micro thu âm. Bạn cần bất cứ thứ gì chúng tôi đều có. Đến ngay showroom để được tư vấn những sản phẩm tốt nhất với mức giá ưu đãi nhất. Link website được để dưới phần mô tả của video này.